bán cây cao lùn nhé bạn nhá. Các cái cây ở đây ý, thì là có cây cao khoảng tầm từ như cái cây này ạ, là cao khoảng tầm 80 cm từ mặt đất lên. Còn cái cây bên cạnh cao hơn ạ, là cao khoảng tầm 1m1, 1m2. Các cây ở đây thì dao động khoảng từ 80 đến 1m. Có cây cao nhất này 1m2, còn cái loại cây trong kia thì cao hơn, cao đến 1m5 ạ. Các bạn có nhu cầu mua cây cao lùn, tất tần tật các cây ở đây đều là cây cao lùn. Thì các bạn nhìn thấy cái giống của nó thì sẽ biết được là nó là cây cao lùn. Bởi vì các cái giống của cây cao lùn nó chỉ cách nhau khoảng tầm 1cm như này thôi. Còn cái cây cao cao ấy thì nó sẽ cách khoảng tầm một đoạn 10cm. Mỗi một cái giống. Cái này là cái bẹ của nó đấy ạ. Đây là một cái bẹ cây cao. Xong rồi khi nó bóc cái lá này ra thì nó sẽ để lại một cái đường vân như này. Để mà biết cách phân biệt cái cây cao lùn chuẩn F1 thì các bạn có thể theo Thảo cái video ở góc trên bên phải màn hình. Tất cả các cây cao lùn ở đây thì đều là cây cao lùn, nhưng mà có những cây nó sẽ chuẩn, có những cây không. Các bạn nhìn thấy này, hai cái cây đây ạ, cùng cây này và cây này cùng là cây cao lùn, nhưng mà cái lá của nó thì hoàn toàn khác nhau. Cái cây này thì cũng không được là F1 đâu ạ, cây này chỉ chắc là F2, F3 thôi. Đó. Cái cây cao này cũng chưa được xếp vào F1 đâu ạ, bởi vì nó vẫn cái kẽ lá này nó vẫn còn hếch hoác lắm. Nó chỉ được xếp vào F2, còn cây cao này thì nó lai hơn nữa, nó vẫn là cây cao lùn nhưng mà cái lá của nó hoác hẳn ra như này. Thì bạn nhìn thấy hai cái cây này là cùng trồng thời điểm như nhau ạ, bằng số năm tuổi, nhưng mà đấy, một cây như là bố với con ấy ạ. Nó vẫn là lùn nhưng mà nó cao hơn hẳn, nó cao gấp đôi so với cái cây cao lùn mà F2 này. Giá tiền của hai cái cây này cùng loại là như nhau, nhưng mà nếu mà bạn chọn cái cây cao lùn mà lá nó chuẩn hơn, nó đẹp hơn F2 thì nó sẽ thấp hơn hẳn so với cái cây cao này. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây cao lùn có kích thước khoảng tầm từ trung bình khoảng 1m như này thì vui lòng truy cập vào website www.hulatrees.com. Trên đó thì nhà mình có đề cái mức giá bán buôn bán lẻ đối với từng loại cao này bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhé.